Hello, xin chào anh em. Chúng anh em đây là một dàn xe Honda, 4 chiếc, 4 thể loại luôn nha anh em. Đấy, và chiếc từ bên phải qua đi, chiếc màu đen này là cúp C125 ABS nội địa Nhật Bản. Đấy, tất cả các chiếc xe ở đây là nội địa Nhật Bản hết luôn. Và cái bên chiếc màu xanh biển là chiếc cúp 110 ABS nội địa Nhật Bản. Và tiếp theo em màu kem này là cúp 50cc nha anh em, cũng nội địa Nhật Bản luôn. Và một em tay ga 50cc, Jono 50cc. Đấy, chiếc xe này là mệnh danh tiết kiệm nhiên liệu nha. 1 lít là đi được khoảng 80 cây 1 lít. Đấy, một em tay ga rất là tiết kiệm. Và nó phù hợp cho những anh chị em thiếu gia nha. Đó, phải có tiền mới mua được những chiếc xe này nha anh em. Đó, chiếc xe này cực kỳ độc luôn. Và nó là được nhập về từ Nhật Bản. Rồi mình giới thiệu chiếc đầu tiên này đi. Đây là chiếc CUP 125. Thì chiếc xe này thì nó cũng đã có những cái phiên bản như là Thái Lan nè. Thái Lan đưa về Việt Nam là nó không có ABS nè. Rồi tiếp theo là nó có một phiên bản ABS của châu Âu là nhập về từ thị trường châu Âu ha, nhập về từ Ý. Đó, và chiếc xe này thêm một lựa chọn mới nữa, nó là được nhập về từ thị trường Nhật Bản. Đó, đây là chiếc C125 và nó có ABS như là phiên bản châu Âu luôn, nó không khác gì với phiên bản châu Âu nha. Và chiếc xe này thì nó có một cái tông màu đen, đen xám mờ. Cũng rất là chất, rất là đẹp. Xe từ thị trường Nhật Bản. Xi nhan của nó là hai tim, bóng hai tim và đầu đèn full LED dạng tròn. Đó, nhìn rất cổ điển và nó có đèn định vị ở bên trong. Logo mặt nạ của C125 và tem Super Cup nằm ở trên cánh bửng. Đấy. Và chiếc Super Cup C125 này thì nó cũng có một cái phiên bản đặc biệt giới hạn nữa, đó là phiên bản Disney Limited. Thì ở đây mình cũng có luôn nha anh em. Đây, phía sau lưng mình đây là chiếc Cup Disney. Nó cũng là phiên bản C125 nhưng mà nó là sản xuất giới hạn 100 xe thôi. Anh em có thể thấy được chiếc xe này nó có dàn áo khác biệt hơn so với C125 thông thường ha. Thì đây là phiên bản sản xuất giới hạn 100 xe và nó được hợp tác với hãng Walt Disney, hãng phim hoạt hình Walt Disney để mà tạo ra chiếc xe này. Đấy, dàn áo cánh bửng rất là đẹp luôn. Chiếc xe này là cũng được sản xuất tại Thái Lan và nhập về từ Thái Lan thông qua hình thức bán đấu giá ha. Cho nên giá thành của chiếc xe này nó còn đắt hơn cả chiếc xe C125 ABS thông thường. Đó, mặc dù là chiếc xe này nó cũng không có trang bị ABS. Đó, nó chỉ là phiên bản đặc biệt. Và dàn áo cánh bửng của nó là C-Chrome. Xe này là để sưu tầm nha anh em. Xe này là để sưu tầm trưng bày là chính, chứ không phải là xe để đi cày bừa như là những dòng xe khác. Đấy, thì anh em nào quan tâm tới Cup Disney thì anh em cũng có thể liên hệ ha. Ngoài ra thì anh em cứ thích cái dòng xe Cup bên này thì anh em có thể liên hệ luôn. Xe rất là chất chơi. Và chiếc Cup C125 mà nhập về từ châu Âu thì thị trường đang bán vào khoảng loanh quanh là 180 cho tới 185 triệu xuất hóa đơn. Thì với chiếc cúp của nội địa Nhật Bản C125 ABS này thì có giá thành mềm hơn so với phiên bản châu Âu. Chiếc C125 này có giá bán loanh quanh là vào khoảng 170 triệu xuất hóa đơn thôi nha. Giá mềm hơn khoảng 10 tới 15 triệu so với cúp nhập về từ châu Âu. Đấy. Em này thì cũng không khác gì. À, chỉ có khác biệt là cúp của Nhật Bản thì nó có cái chống nghiêng ở bên hông này. Còn với cúp châu Âu là nó không có chống nghiêng, nó phải gắn thêm. Và khác biệt thứ hai nữa là ở phần yên sau. Yên sau của em này là yên sắt, nó không có phải là yên nệm giống như là những dòng C125 của châu Âu hay là của Thái Lan. Đấy, của Nhật Bản, nội địa Nhật Bản thì nó là yên sắt. Anh em muốn gắn cái yên nệm thì anh em về mua, gắn thêm. Rồi thì tiếp theo là em cúp 110. Em này thì cũng rất là độc đáo. Tiền thân của dòng cúp 110 ngày xưa là cúp 81, cúp 86 cánh nén đó anh em. Đấy, anh em có thể thấy là cái thiết kế của nó nhìn nó khá là mềm mại ha. Đèn xi nhan cũng dạng tròn, nó khác biệt hơn với C125. C125 thì xi nhan của nó là LED mà và thiết kế dẹp. Đấy, còn với cúp 110 thì thiết kế nó nhìn nó cổ điển hơn. Nó giống với cúp cánh nén ngày xưa. Đó, tuy nhiên là em cúp 110 này thì nó trang bị đầu đèn full LED rồi. Đèn lái của xe là đèn LED. Đó, còn các bóng xi nhan thì nó là halogen nha. Và cúp 110 này thì nó có giá thành cũng tương đương với dòng cúp C125 phiên bản của Việt Nam đang bán. Đấy, nó rẻ hơn so với C125 ABS này nha anh em. Nó rẻ hơn khoảng 50 triệu. Đấy, thì anh em nào thích cái mẫu xe nào phù hợp với túi tiền, kinh phí của anh em thì anh em có thể lựa chọn một chiếc xe độc đáo như là C110, cúp 110, mình cứ hay nói lộn. Thì cúp 110 này thì nó có thiết kế cũng rất là cổ điển nè. Và cũng như là lâu nay thì cái dòng cúp 110 này nó không có được nhập hải quan chính ngạch về Việt Nam. Đấy, đa số là những chiếc xe thanh lý nhập về ở từ thị trường Campuchia. Nó về để làm giấy thanh lý ha. Còn với chiếc cúp của mình bán thì nó đã được nhập hải quan chính ngạch, đăng ký ra tên ra biển số rất là bình thường.
Và anh em có thể thấy là cúp 110 nó trang bị cái mâm giống với cái dòng mâm của C125. Đấy, anh em có thể thấy ha. Đó, kiểu mâm chữ Y xương cá, nhìn nó giống nhau. Và xe thì cũng có trang bị phanh đĩa phía đằng trước, phanh sau vẫn là phanh đùm. Và nó đặc biệt là nó có trang bị ABS luôn. Đó, trong cùng tầm giá này, so với xe C125 của Việt Nam á, thì anh em thấy em này nó có ưu thế chưa? Anh em thấy nó có ưu thế ở chỗ là nó có trang bị ABS nha. Đó, một ưu thế rất là đáng tiền. Giá thì cũng ngang với dòng C125 của Việt Nam thôi. Đấy. Và em này thì nó cũng có 4-5 màu sắc để lựa chọn. Ở đây thì mình về được cái màu xanh biển này. Và có cái màu kem. Màu kem cũng giống như em bên Cúp 50 nha. Đó. Và màu cánh gián, màu cam cánh gián, màu xanh, xanh rêu. Rồi màu trắng. Đó. Còn màu vàng thì ở đời 2024 nay nó sẽ không còn sản xuất nữa. Mà nó chuyển sang màu cam cánh gián nha anh em. Đó, một chiếc xe rất là độc đáo nha. Và cái logo của Super Cup bên này thì nó rất là to. Đó, anh em có thể nhìn thấy nó rất là to ha. Logo nó rất là to. Còn với C125 thì nó nhỏ. Tuy nhiên là nó có được thiết kế màu đỏ, cho nên nhìn nó nổi bật. Rồi, mấy em xe này là trang bị FE hết luôn. Và đi rất là tiết kiệm xăng nha. Một lít cũng khoảng lanh quanh là 70 cây một lít. Đấy, anh em nào đi khéo thì cũng có thể đi hơn. Những chiếc xe Honda thì rất là nổi tiếng về cái độ tiết kiệm xăng. Máy móc ở trên em Cúp 110 này thì nó cũng dạng thiết kế lớn nha anh em. Thì mọi người cũng có thể thấy nè. Tại ở đây sẵn có hai chiếc thì quay cho mọi người xem luôn. Đấy, cái kiểu thiết kế máy nè. Máy của em 125. Đó. Chỉ có đầu nòng là nó nhỏ hơn tí xíu thôi, nó nhỏ hơn 10cc thôi, chứ còn kiểu cách thiết kế máy là nó to như nhau hết luôn nha. Xe này cũng có chống nghiêng luôn. Đó. Và ba ga sau của em này thì là bằng sắt thôi. Anh em nào muốn gắn nệm mút thì có thể về gắn thêm. Đó. Và xe này là đi hai người ha. Nó có gác chân sau luôn. Yên thì nó mở giống như là ngày xưa luôn, nó không có khóa. Yên này mở dở lên thôi. Đó, nó chỉ có khóa là khóa cái nắp xăng. Đó, ở bên trong là thiết kế rất là gọn gàng, rất là đẹp nha anh em. Xe có phun xăng điện tử FE rồi, tiết kiệm xăng. Đó, cái kiểu yên này nó mở giống y như là cúp ngày xưa luôn nè, cúp 81. Đó, đóng lại. Yên hai tông màu khá đẹp. Đó, kiểu thiết kế mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ thì nó là vừa kết hợp đồng hồ kim, đồng hồ cơ với đồng hồ điện tử LCD ha. LCD đơn sắc thôi. Và nó là phiên bản nội địa Nhật cho nên các tem thông số là đều tiếng Nhật hết. Cúp 125 này cũng vậy. Cúp C125 này cũng là nội địa Nhật luôn. Tem tiếng Nhật ha. Có ABS nha. Và vẫn sử dụng chìa khóa smart key giống như là của Việt Nam bán ha. Màn hình đồng hồ cũng giống như vậy luôn, cũng kết hợp giữa kim và một màn hình LCD nhỏ ở giữa, rồi có báo số, báo đèn, báo xi nhan, đèn pha, nói chung là đầy đủ hết, báo ABS. Rồi thì mình đã giới thiệu sơ về em Cúp 110 ha, bây giờ tiếp tục là tới em Cúp 50. Đấy, Cúp 50 này thì giá cũng tương đối là cao nha anh em. Nói chung là xe nhập về từ Nhật thì giá cao cho nên anh em có gì thông cảm nha. Tại vì anh em có thể thấy là trên thị trường hầu như là những dòng xe Nhật đều giá thành cao hết. Cũng như là xe giấy thanh lý. Xe giấy thanh lý là nó thấp cấp hơn so với giấy hải quan chính ngạch này một tí. Tuy nhiên là giá trên thị trường nếu mà anh em mua xe mới mà giấy thanh lý của em này thì cũng loanh quanh là khoảng chừng 70 triệu rồi. Đấy, 70 triệu mà chưa chắc gì đã có xe nha anh em. Đấy, một con số cũng đáng cân nhắc. Tuy nhiên là cái dòng hải quan chính ngạch này thì giá thành nó sẽ cao hơn chút nữa, bởi vì nó là nhập chính ngạch và đóng thuế đầy đủ. Đó, cho nên giá thành của em này thì khá cao. Cho nên anh em cân nhắc thì anh em gọi điện. Nói chung là anh em thích thì anh em cứ gọi điện thôi. Đó, thì Cúp 50 này nó là trang bị đầu đèn LED nè anh em. Trang bị đầu đèn LED cũng không khác gì với Cúp 110 nha. Đấy, thì nó cũng là bóng halogen ở xi nhan luôn. Nó cũng giống như là Cúp 110. Nó có khác biệt là vành lốp của xe nè, nó sử dụng là vành nan hoa ha. Nó thắng đùm, nó không có trang bị phanh đĩa. Đấy, thì Cúp 50 là nó có khác biệt như vậy. Và máy móc thiết kế của nó thì mình thấy máy cũng thiết kế lớn nha. Máy em này thiết kế nhìn nó giống như là dòng 110 của Quay á anh em. Kiểu như là Quay 100 á. Đó, thiết kế máy cũng lớn nha. Đầu nòng nó nhìn cũng rất lớn nè. 50cc ngày xưa thì anh em nhìn thấy đầu lòng nó nhỏ nha. Còn bây giờ là Honda họ thiết kế đầu lòng thấy nó lớn lắm. Đó, lớn thì chạy nó mới sướng. Em này màu kem. Em này cũng có 3 màu. Màu kem, màu xanh biển với màu màu trắng. Hình như là vậy á. Đó, nó có 3 màu. Cúp 50 là có 3 màu. Em này thì cũng đơn giản thôi, không có gì hết. Và em này là em Zono.
Chiếc xe cũng khá là đặc biệt. Đây là chiếc Zono 50cc. Đấy, nó là trang bị 50cc thôi, nhưng mà máy của nó là động cơ ESP thế hệ mới nha. À, động cơ ESP là cái động cơ mà phun xăng điện tử nè, và nó có ngắt động cơ tự động, khi mà anh em dừng đèn đỏ 3 giây là nó sẽ ngắt động cơ để mà nó tiết kiệm nhiên liệu. Đó, cho nên về thông số thì em này đi được là 80 cây một lít. À, rất là tiết kiệm xăng luôn. Em này thì nó có hai màu, màu hồng với lại màu màu xám xi măng. Đấy, màu xám xi măng thì mình chưa có về kịp cho nên chưa có quay cho anh em. À, ở đây có màu hồng. Đó, và em này thì vẫn sử dụng mâm nè, mâm nhưng mà thắng đùm nha, thắng đùm trước sau. À, máy của em này thì cũng có giải nhiệt bằng dung dịch luôn, giải nhiệt bằng nước đó anh em. Đấy, đèn thì thiết kế tròn, cũng nhìn rất cổ điển nè, đèn halogen thôi. Đó, nhìn chiếc xe này rất hiện đại nha, cốp nó cũng rất lớn nha. Đây, cái tên xe là Zono. Xe Zono này thì nó cũng rất là nổi tiếng. Nếu như mà anh em thích hàng Nhật, những anh em mà sưu tầm hàng Nhật á, thì đều biết về cái em Zono này. Đó, em này là cũng đều nhập hải quan chính ngạch hết. Em Zono thì anh em có thể thấy là kiểu cách thiết kế của nó cũng khá là gọn gàng. À, nó chỉ có 50cc thôi và trọng lượng thì chỉ có 80kg. Đấy, trọng lượng loanh quanh 80kg ha, thì cũng tương đối là nhẹ và xe thì cũng gọn. Cho nên anh em có thể đi trong phố, đi chợ, đi làm, mấy chị em đi chợ đi làm, rồi mấy em học sinh, sinh viên rồi có thể đi được chiếc xe này. Đấy, xe này là dành cho những anh chị em nhà có điều kiện nha. Bởi vì dòng xe này về thì cũng rất là đắt đỏ. Đó, xe này là nội địa của Nhật Bản. Nhìn rất là đã mắt đúng không anh em? Nhìn nó rất là độc luôn. Những anh em sưu tầm thì rất là mê cái dòng xe này. Đó, xe nó rất là độc đáo, không có đụng hàng luôn. Và máy của em nó nè, máy của em nó là 50cc thôi, nhưng mà nhìn nó cũng to to giống như là kiểu Vision. Đấy, máy giống như là máy Vision vậy đó. Nó là trang bị phun xăng điện tử FI, rồi có ngắt động cơ tự động luôn. Đó. Và em này nó cũng có cái giò đạp ở bên hông để mà khi mình hết bình thì mình có thể đạp được ha. Đó, nó cũng rất là tiện lợi cho anh chị em luôn. Và xe này thì chủ yếu là đi một người nha, nó không có gác chân sau nè. Đó, xe này là sử dụng chống đứng nha, không có sử dụng chống nghiêng. À, muốn sử dụng chống nghiêng thì mình phải về chế thêm. Đó, xe này có sàn để chân cũng lớn nha anh em. Sàn để chân rất là thoải mái, cũng như là cái nắp đổ xăng nó nằm ở dưới sàn luôn, giống như là chiếc Lít 110 ngày xưa á. Đấy, và nó cũng có những cái hộc để đồ nho nhỏ ở bên dưới nè. Hộc để đồ nhỏ nhỏ ở bên phải nè, cũng như là cái hộc này là để điện thoại, để mà sạc điện thoại luôn. Nó có cái cổng sạc ở bên trong á. Đấy, tem tiếng Nhật nha anh em. Tem tiếng Nhật. Mặt đồng hồ cũng khá đẹp. Đấy, mặt đồng hồ nó cũng kết hợp giữa đồng hồ kim và LCD luôn. Đó, có ngắt động cơ tự động. Rồi, cốp em này thì cũng lớn nha, cốp mình không có chìa khóa. Cốp em này thì nó cũng lên đến là khoảng 20 lít, để cũng khá là nhiều đồ. Cốp là giống như là tràn luôn á, cốp tràn luôn giống như là dòng Lít 125 ở Việt Nam đó anh em. Đấy, thì nói chung là em Zono này là một em hàng độc, hàng hiếm. Rồi, anh chị em nào quan tâm tới những chiếc xe này thì anh em cứ liên hệ nha.